lót vào phát là đi nó đẹp ngay. Giày này đã siêu êm rồi, sẽ thêm cái lót này nữa. Hết nước chấm. Giày chạy bộ đi lại hàng ngày cũng được êm chân. So với con này đi hơi chỉ cứng chân. Giày da này chị đi chơi. Đi hàng ngày đi con này là tuyệt vời luôn. Giày chạy bộ Hoka này. Thêm cái đôi gót siêu êm silicone này nữa thì chất là khoái bàn này. Rất là dày luôn, chắc phải được gần 2 cm ấy. Massage chân luôn. Giày Hoka, giày chạy bộ. Hôm nay là mua đôi đệm, so sánh đệm mua và đệm giày ấy nhá. Giày cao su non này. Này mỏng. Này lót đế đều thôi. Thử mua một loại khác. Oánh chén cả ngày à? Kim sẹo hôm qua có xay lăn lông lốc không? Yeah.